Ôi rồi ôi. Xin chào các bạn đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay thì để bắt đầu video này, chúng ta lại tiếp tục tâm sự nhé. Xấu và đẹp. Đó là một cái phạm trù mà mình rất ngại nói đến luôn, nhưng mà hôm nay mình sẽ gọi là phá đi cái sự sợ hãi của mình với cái chủ đề này, và mình sẽ nói chuyện với anh em về câu chuyện xấu và đẹp. Anh em đã bao giờ gặp phải cái trường hợp là anh em lắp một cái PC hoặc là anh em làm một cái gì đó mà anh em thấy ui, tôi đã dồn hết tâm sức vào nó rồi, theo cảm giác của tôi, cảm quan tôi nhìn thấy nó đẹp mỹ mãn lắm rồi, xong khoe lên Facebook chúng nó lao vào chúng nó chê chưa? Chắc chắn là có, mà có nhiều là khác ấy. Thế cho nên chúng ta mới nói là đẹp và xấu nó là một cái phạm trù mà rất là mông lung. Với người này đẹp thì người kia chưa chắc đã đẹp, thậm chí là với người ta đẹp thì các bạn chưa chắc đã thấy nó đẹp. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phải tìm ra nhiều cái option khác nhau để tìm ra được đâu là cái sở thích của cá nhân mình, đâu là cái đối với mình là đẹp, thì đó là công việc của mình. Mình sẽ phải giới thiệu với anh em nhiều thể loại khác nhau, nào là RGB lập lòe này, nào là đen xì đen ngòm này, hoặc là trắng nhưng không có RGB, hoặc là những anh em nào muốn một cái bộ vỏ cây mà trông nó kiểu elegant, sang trọng, không cần quá màu mè, giấu đi được cái sự bí ẩn bên trong nhưng mà vẫn phải có airflow tốt. Thì đây, Asus Prime AP201, một bộ vỏ cây mới được Asus ra mắt. Và theo cá nhân mình thấy thì đây là một bộ vỏ cây rất thú vị để chúng ta cùng nói chuyện trong video ngày hôm nay nhé. Nhưng mà anh em tưởng intro đúng không? Chưa. Câu chuyện cái đẹp nó vẫn còn dài. Nếu anh em muốn nó đẹp thì nó sẽ đẹp, muốn nó xấu thì nó sẽ xấu. Nhưng mà vấn đề ấy là ít ai muốn nó xấu, mà ai cũng muốn cố gắng làm cho nó đẹp nhất có thể, đúng không? Bất kỳ cái gì, không chỉ là PC nhá, mình đang nói chung chung. Thế bây giờ mới nói đến PC này. Nếu như một bộ PC đẹp, thế nào là đẹp? Đó, nó lại dính đến cái mắt thẩm mỹ mỗi người, đúng không? Lại quay về cái chủ đề đoạn đầu mà mình nói. Nhưng mà bây giờ nhá, build PC theo kiểu là mạnh, rẻ thì đầy. Rất nhiều ông đang xem video này cũng có thể build được những bộ PC nó rẻ hơn cái bộ mà tôi build trong video này luôn, hay là nhiều video khác luôn, rẻ hơn nhiều, nhưng mà chưa chắc đã đẹp. Mà nhiều ông chắc chắn là build sẽ đẹp hơn tôi build, nhưng mà chắc chắn không rẻ. Đấy, đúng không? Bây giờ cái sự đẹp xấu nó lại đến từ vật chất. Hay là bây giờ anh em nghĩ đến một câu chuyện mà nghe nó sẽ hơi khó dẫn dắt liên quan đến. Đấy là ông Leonardo da Vinci đi. Anh em biết bức họa Mona Lisa không? Với ông ấy là đẹp, có thể cứ cho là với ông ấy là đẹp nhé. Và ông ấy thấy nó đẹp đến mức là ông ấy không trả cho người đặt hàng ông ấy luôn, mà ông ấy giữ cho riêng mình đến lúc chết luôn. Và sau đó là ông ấy đã trong lúc vẽ bức tranh đấy, ông ấy đã đầu tư rất là nhiều màu vẽ, sơn dầu, thứ mà anh em biết đấy. Anh em nào mà học hội họa hoặc học mỹ thuật, anh em biết là màu sơn dầu nó đắt như thế nào đúng không? Đặc biệt là những màu sơn dầu của hạng họa sĩ chuyên nghiệp ấy. Đó là một sự đầu tư để đẹp và nó trường tồn đến lâu dài. Đến lúc ông ấy chết, ông ấy có biết là bức tranh đấy bán rất nhiều tiền không? Hay là cái bức họa mà Chúa Giêsu cầm quả cầu gì ấy, mình không nhớ lắm, là bức họa đắt nhất thế giới. Lúc chết ông ấy biết không? Không. Nhưng mà với sự đầu tư hết sức có thể, màu xịn, công sức, thì nó tạo được giá trị lâu dài. Còn bây giờ anh em ra chợ mua một cái bộ màu màu nước mấy chục nghìn ngoài cửa hàng, anh em về vẽ bức tranh, anh em thấy đẹp lắm rồi, tuyệt vời lắm rồi, để mấy năm sau nó bay hết màu. Và có ai mua không? Chỉ có cô đồng nát mua thôi. Đó, câu chuyện đẹp xấu nó lại liên quan đến cái vật chất, nó là như thế. Thế cho nên là chốt lại cái ý kiến của mình ý, là mạnh và yếu là một phạm trù, chúng ta để nó riêng ra. Đẹp và xấu lại là một phạm trù khác, để nó riêng ra. Vừa mạnh vừa đẹp chắc chắn là nhiều tiền. Mạnh nhưng mà không đẹp lắm thì có thể là rẻ đấy. Hay là chỉ cần đẹp thôi, không cần mạnh thì nó cũng rẻ. Đấy, mối tương quan là như vậy. Rồi, bây giờ thì intro lại nhải hơi nhiều. Hôm nay em Sơn Dương làm sao? Rồi, thế thì video hôm nay chúng ta sẽ đến với cái gì nhỉ? Rõ ràng là cái nhân vật chính sẽ là bộ vỏ cây này rồi. Bởi vì là khi mà mình mở nó ra thì mình thấy nó rất là thú vị luôn. Cho nên là mình sẽ phải làm một video mà build cấu hình PC nhưng lại nói về vỏ cây là chính. Chưa bao giờ mình làm một video như thế luôn. Vậy thì cái bộ vỏ cây AP201 đến từ Asus, có tên đầy đủ là Asus Prime AP201 này như nào? Nếu như mà nói về cái tên Asus Prime, chắc anh em sẽ nghĩ ngay đến cái mainboard Asus Prime đúng không? Cái dòng mainboard giá rẻ mà hiệu năng cũng khá là ổn cho những anh em build những cấu hình PC ngon bổ rẻ đúng không? Nhưng mà cái bộ vỏ cây này thì thật sự là nó cũng không đến nỗi là quá rẻ. Nó khoảng 1,6 triệu.
Hiện tại giá trong thời điểm video này lên thì tại TNC đang có giá là 1.645.000 hay là 49.000 đấy, mình không nhớ lắm. Trong khoảng đấy. Thì cái bộ vỏ này như anh em nhìn nhá, không có một miếng kính nào hết. Không có kính. Anh em không thể nhìn thấy kính ở đâu cả, không có kính luôn. Không có kính không phải vì xe không có kính. Mà cái vỏ này nhá, chưa lắp gì cả, nó chỉ là vỏ không thôi mà nó có cổng nguồn ở đây rồi. Ồ, hay chưa? Và vỏ cây này là vỏ MATX, Micro ATX. Có nghĩa là sao? Tức là cái kích thước main mà anh em gắn vào đây chỉ là MATX thôi, không thể to hơn được nữa. Hoặc là anh em gắn ITX vào cũng được, không sao, đây là quyền của anh em. Vậy thì cái điểm đặc biệt vỏ này như nào? Nó sẽ có hai phiên bản là màu trắng như này và màu đen toàn bộ. Chỉ có hai màu đó thôi. Và anh em đếm nhá, có bao nhiêu cái lỗ này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Đại khái là 57.000 lỗ. Asus họ đã đếm hộ mình rồi, mình không phải mất công đếm nữa. 57.000 cái lỗ. Mỗi lỗ có kích thước là 1.5mm x 1.5mm. Nó là lỗ vuông chứ không phải lỗ tròn anh em ạ. Và lỗ nó sẽ từ bên này chạy qua đây, chạy qua đây, chạy ra cả đằng sau. Toàn bộ đằng sau là lỗ. Ở trên, nắp trên, lỗ, đáy, lỗ và lưới. Tức là anh em có thể nhìn thấy nhá, xung quanh cái vỏ cây này toàn bộ nó là lưới. Không khí nó có thể đi vào từ bất kỳ đâu. Đến cái đoạn này chắc chắn nhiều ông sẽ chuẩn bị comment. Pau video xong xuống comment. Bùi chết em ơi. Chắc chắn luôn. Tôi chắc chắn luôn. Con này anh em tưởng bụi đúng không? Nhưng mà thật ra nó bụi thật. Ừ, chắc chắn. Nhưng mà vấn đề ấy là nó sẽ bụi nếu như mà anh em đi airflow không tốt. Vâng, không khí nó sẽ quẩn ở trong này. Bụi nó thổi vào đây xong nó không bay ra ngoài mà nó ở trong đây luôn tại vì nó quẩn. Thế thì làm như nào? Anh em để ý nhá. Đáy này có lưới lọc từ đúng không? Lưới lọc tĩnh điện và nó sẽ giữ lại bụi ở cái lưới này một phần. Thế cho nên là với những cái luồng không khí hút đi vào ấy, anh em nên lắp quạt hút ở dưới đáy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong chiếc vỏ cây này nhá. Như anh em thấy nắp ở trên chúng ta có thể tháo ra được. Tuy nhiên một cái điểm trừ là ở bên trên này chúng ta không có lưới lọc bụi. Trong khi đó thì cái RAT 360 của chiếc quạt này anh em có thể gắn được RAT tản nhiệt All-in-One 360 ở trên này nhá. Đó, anh em thấy không? Chiếc vỏ này có thể gắn được ở trên này. Không gian rất là rộng. Cạnh bên thì sao? Đây, cái cạnh bên mà đúng ra nó là mặt kính thì chúng ta có mặt lưới, anh em có thể nhìn thấy mình. Em nhìn nhá, không gian bên trong đây rất thoáng, rất là thoáng. Mặt lưng cũng là lưới nhá. Đằng sau đây, đó, cho anh em nhìn tổng thể. Nguồn nó ở đâu? Tại sao lại có cái lỗ cắm nguồn đây? Nguồn sẽ được đặt ở vị trí này. Đây là vị trí đặt nguồn của bộ vỏ cây này. Nó sẽ chắn một chút cái phần airflow đi từ đằng trước vào. Và đúng như mình dự đoán là cái đằng trước này anh em cũng có thể tháo ra nhé. Anh em không thể lắp quạt ở đằng trước, cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái hướng airflow là đi từ đằng trước ra đằng sau, mà chúng ta sẽ nghĩ đến một cái hướng airflow khác là từ dưới lên trên, hút ra ngoài này và hút ra đây. Đó sẽ là cái hướng mà chúng ta hướng tới. Và với cái airflow như vậy thì chiếc vỏ này hoàn toàn đáp ứng rất tốt khi mà xung quanh nó toàn lưới là một này. Và anh em có để ý không? Mặc dù là gắn hai quạt ở dưới, rồi ba quạt ở trên và một quạt ở sau, đằng trước không gắn được quạt, nhưng đằng trước thực ra là vẫn có một cái quạt đấy. Đố anh em biết đấy là quạt gì? Quạt nguồn. Và anh em cũng quên luôn cái vấn đề là áp suất âm với áp suất dương đi. Không có cái chuyện áp suất âm hay dương ở cái vỏ này hết. Bởi vì là nó quá là thoáng. Trông thì có vẻ là kín nhưng không khác gì một cái vỏ open case cả. Chẳng qua là nó có lưới. Nói chung là cái bộ vỏ này nóng mát như nào, lát nữa chúng ta sẽ biết. Rồi bây giờ đến với những cái linh kiện mà mình sẽ lắp vào cái vỏ này. Thì mình sẽ chơi một cái bộ mainboard mà mình thấy là những anh em nào mà gọi là chơi theo hướng bền ấy, tức là chơi lâu dài, anh em build một cấu hình PC mà để chơi khoảng 5-7 năm ấy, thì anh em thường chọn cái main này. Đó là main Asus TUF Gaming B660M Plus D4. Đây là bản TUF M, B660M, cho nên là kích thước MATX chắc chắn là sẽ gắp vừa cái vỏ cây này rồi. Bên cạnh đó thì chiếc mainboard này ấy, do nó thuộc cái dòng TUF Gaming cho nên là cái sự ưu tiên hàng đầu của Asus không phải là hiệu năng hay là show off về thiết kế mà là về độ bền. Độ bền luôn luôn, những sản phẩm thuộc dòng TUF Gaming luôn luôn đạt chuẩn quân đội MIL STD 810H hoặc là còn què gì đó.
Ngoài ra thì chiếc mainboard này do là mainboard ASUS cho nên chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ những công nghệ ví dụ như là ARB Gen 2 hay là AuraSync của ASUS. Cho nên là một cái bộ vỏ cây như này anh em nếu lắp đèn thì trông nó sẽ thế nào nhỉ? Trông kiểu cái lồng đèn trung thu rực rỡ đúng không? Nó sẽ không quá là kiểu tủ kính sau đó có đèn mà nó sẽ là lấp lánh qua những cái lỗ nhỏ. Đấy, rất thú vị. Và với chiếc mainboard này thì anh em sẽ thấy nó đặt nằm vừa vặn ở đây. Trông cũng được. Nếu nó màu trắng nữa thì đẹp hơn. Nhưng mà mình quên mất là kính thì chúng ta mới phải lo cái điều đấy. Kính này anh em nhìn một phát thông luôn, thấy hết mọi thứ bên trong. Nhưng đây nó là lưới, cho nên là trắng đen không quan trọng. Quan trọng là đèn lấp lánh. Chiếc mainboard này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em 4 khe RAM nhé. Và nếu như anh em gắn RAM thì ưu tiên gắn khe 24 nhé. Hai khe màu xám ở đây. Socket thì chắc chắn là LGA 1700 và anh em sẽ đi với những CPU Intel thế hệ thứ 12 trở lên. Chúng ta sẽ có hai khe PCIe ở đây, trong đó ba khe 1 2 3, ba khe PCIe. Trong đó thì có khe X16 này, dưới này là X4 này và đây X1 này. X4 này thì anh em có thể cắm thêm một cái adapter để gắn SSD M2. Và nếu như mà anh em đấy là trường hợp anh em cần gắn nhiều M2 nhá. Còn nếu không cần ấy thì đây chúng ta đã có sẵn hai khe SSD M2 ở đây rồi. Về nguồn của con này thì anh em sẽ thấy chúng ta có 8 cộng 4 pin này, nguồn 24 pin ở đây này. Chúng ta sẽ không có nguồn phụ cho PCIe. Dĩ nhiên rồi, nó có phải là mấy con Maximus đâu. Hero, Hero các thứ thì mới cần chứ. Rồi, bây giờ đó là mainboard nhá. Main này thì chắc chắn là sẽ đảm bảo được độ bền rồi. Kể cả nó có dính bụi thì anh em kệ đi. Không phải lo. Mấy LSD chuẩn quân đội để làm cái gì? Chịu bụi. Bụi tí chả làm sao cả. Để sử dụng được mainboard chắc chắn phải có chip rồi. Chip thì chúng ta sẽ có Intel Core i5 12400F. Mình sẽ build cấu hình này làm sao trong tầm giá khoảng 26 triệu đổ lại. 26 triệu. Nếu như mà anh em build cũng 12400F. 16GB RAM, SSD 512GB và card đồ họa RTX 3060 chẳng hạn, thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn một cấu hình khác rẻ hơn tại TNC Store mức giá đâu đấy khoảng 23 triệu. Nhưng mà vấn đề lại quay trở về cái intro của mình nói nhá. Đẹp. Có thể với nhiều ông cái vỏ này nó không đẹp, nhưng mà biết đâu đấy lại có những người thấy nó đẹp hay sao. Không đẹp thì anh em mua cái bộ khác thế thôi cho nó nhanh. Còn nếu như mà anh em thấy nó đẹp thì thêm 3 triệu cho cái mình nghĩ cũng hợp lý. Chip rồi này, card rồi này, RTX 3060 đây là bản đua. Rõ ràng là mình có thể lựa chọn bản Rogue Strix. Khoảng cách này thoải mái lắp anh em ạ. Cái không gian này thoải mái lắp được Rogue Strix to đùng nạc các kiểu. Nhưng mà thôi, cứ chỉ cần đua để xem Rogue Strix thì nó lại làm mát tốt quá. Mình chơi con cạc đua bình thường thôi để xem là với cái vỏ cây như này nó có mát hay không. Tiếp theo nữa là SSD thì như vừa nãy mình có nói là SSD 512GB đúng không? Chơi lớn luôn, chơi con 670p đến từ Intel luôn. Đây là SSD 6 có tên đầy đủ là SSD 670p đến từ Intel và hàng của Intel luôn. Cho nên là anh em có thể yên tâm về chất lượng là 1, độ bền là 2. Về độ lớn của thương hiệu thì có thể là Intel sẽ không chiếm thị phần quá lớn trong giới SSD. Anh em biết tỷ phú giàu nhất thế giới trong một khoảng thời gian rất dài, mình không nói bây giờ mà trong một khoảng thời gian rất dài là ai? Là Bill Gates của Microsoft đúng không? Không liên quan đến Intel đúng không? Nhưng mà máy tính của Microsoft có chạy chip Intel không? Có, thế là đủ rồi. Về tốc độ đọc ghi của chiếc SSD này thì mặc dù nó là Gen 3 thôi nhưng anh em hoàn toàn có thể yên tâm với tốc độ đọc lên tới là 3054 ms/s và tốc độ ghi là 1633.78 ms/s. Đây là một bài test nhanh và với điều kiện là trong chiếc SSD này đã có chứa khá là nhiều dữ liệu rồi đấy anh em. Cho nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng thực tế nhé. Đó là SSD 6 đến từ Intel. Một chiếc SSD mà mình nghĩ là về mức giá của nó thì có thể là hơi cao một chút. Nhưng mà đổi lại anh em sẽ có những công nghệ lõi. Intel là nhà sản xuất công nghệ lõi anh em ạ. Công nghệ lõi, chip nhớ, rồi thì Wi-Fi 6, chip xử lý. Họ sẽ sản xuất những cái thứ gọi là cơ bản nhất. Và sau đó các nhà sản xuất khác sẽ sử dụng những cái công nghệ lõi của họ trên những sản phẩm của mình. Đơn giản như anh em hiểu là sản xuất con CPU này. Nhưng mà Intel đâu có sản xuất mainboard, đâu sản xuất ra cả cái máy tính, vẫn là các nhà sản xuất khác, sau đó là phải sử dụng sản phẩm của họ. Thì SSD cũng kiểu như vậy. Đó cũng là một câu chuyện mà có lẽ chúng ta sẽ nói trong những video sau. Rồi, cuối cùng là RAM. Thì mình sẽ... Thôi thì lỡ build mấy đồ khác hơi đắt tiền, SSD hơi chơi lớn, vỏ cây cũng hơi căng, main thì cũng khá là xịn, cho nên là thôi mình sẽ chơi RAM ngon bổ rẻ. Đây là Corsair Vengeance LPX, một thanh 8GB bus 3200 này có giá chưa đến 1 triệu đồng, 900 bao nhiêu thôi.
Thế cho nên là chúng ta chơi hẳn 2 thanh thành 16 ghi, đua channel, chơi game cho nó đã. Và cuối cùng là nguồn. Nguồn thì đã chơi main top rồi thì phải chơi một con nguồn nào cũng phải bền bền tương đương. Thì chả có nguồn nào bền tương đương với top ngoài nguồn top cả, đúng không? Cho nên chúng ta có nguồn top B. À nhầm, top gaming 650W, tí nữa là B650. Top gaming 650W, công suất 650W thì đủ sức để gánh i5 và RTX 3060 rồi. Nói chung đó là toàn bộ linh kiện để chúng ta, mục đích cuối cùng để xem con vỏ này nó có mát hay không. Bây giờ thì anh em hãy cùng mình lắp vào, lắp nhanh rồi nhá, để xem nó như thế nào. Anh em bình tĩnh, chờ tí. Lắp bây giờ lên, chờ tí. Tôi tụ lực một tí. Sắp được rồi, anh em bình tĩnh. Đừng tua video hết, lắp bây giờ. Ok rồi anh em thấy quả đỉnh không? Mình phải luyện mãi được cái thứ võ công đấy anh em ạ. Nói chung là bây giờ lắp PC nó đơn giản nhờ cái loại võ công mình mới luyện được anh em ạ. Anh em biết tại sao mà lâu rồi mình không quay video cái quá trình lắp PC không? Tại vì là mình luyện võ công anh em ạ. Ra gì đúng không? Bây giờ chúng ta lắp xong rồi, bật máy lên nào. À, nút bật đâu nhỉ, nút nguồn đâu nhỉ? Alo. Ủa? À đây. Chết rồi, võ công luyện chưa thành. À, quên anh em ạ. Bình thường ấy, cái nguồn nó mà đằng sau ấy thì anh em cắm dây nguồn vào, anh em gạt công tắc bật lên đúng không? Nhưng mà nguồn ở trong này, mình cắm dây nguồn nhưng mình chưa gạt công tắc. Cho nên anh em lưu ý nhé, nếu mà chúng ta tự lắp vỏ này ở nhà thì anh em nên bật công tắc nguồn trước khi đóng cái nắp vào. Bởi vì không bật lại không lên, anh em lại táo hỏa. Đây, bây giờ lên luôn này. Alo. Anh em lại chú ý với mình nhá. Cắm dây nguồn vào cây thì phải cắm cả vào ổ điện nhá. Thấy đèn lên rồi nhá. Rồi. Bây giờ đổi lên uy tín luôn. Lỗi tí anh em thông cảm lâu không lắp máy. À, rồi nói chung là bộ cây chúng ta lắp xong rồi. Và ui, một cái luồng gió mát đằng sau. Nhưng mà đây là cái quạt duy nhất mà đi kèm theo cái vỏ cây này mà mình để ở đây. Để chúng ta cùng xem là nếu như mà anh em bỏ đúng từng đó tiền ra mua cái vỏ cây này không, anh em không mua thêm pack fan, không lắp thêm cái gì cả. Tản sở tốc và cạc cũng tản sở tốc luôn. Xem nó nóng lạnh như thế nào nhá.
Và đây là góc PC của chúng ta sau khi mà mình đã hoàn thành tất cả mọi thứ và đặt lên bàn đấy. Anh em có thể hình dung được là cái cấu hình này, chiếc vỏ cây này khi được lắp đặt đầy đủ thì trông nó sẽ như thế nào. Và cái bộ vỏ này anh em biết là những cái lợi thế của nó là gì không? Đầu tiên nhá, là vì nó kín cho nên anh em có thể giấu được những thứ bên trong nó. Ví dụ thằng bạn của anh em sang nhà chơi xong nhìn cái máy rồi, nó sẽ không có cái lý do gì để chê anh em cả. Ví dụ ở trong này anh em chơi một con cạc hay là một cái cấu hình giống như cấu hình này đi, trông nó không được xịn sò, không được gọi là sống ảo cho lắm. Thì đấy, thấy gì đâu, đúng không? Hay là ông nào mà mua PC nhưng không muốn cho vợ biết hoặc là cho người nhà biết là nó giá trị thật của nó ấy. Thì đây. Này, anh mua máy tính bao tiền đấy? Đâu, bao tiền đâu, nó vẫn là cái máy cũ, vẫn là cái ruột đấy, anh đổi vỏ thôi, nhìn cho nó tươi mới. Nghe cũng uy tín đúng không? Và lợi thế của cái bộ vỏ này do là cái mặt trái, mặt phải của nó đều là lưới như nhau, cho nên là anh em có thể để nó ở bên phải hoặc là ở bên trái đều được, không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì là trông hai mặt hai bên nó như nhau mà. Tiếp theo nữa nhá, cái bộ vỏ này do là nó lưới toàn bộ như mình đã chia sẻ từ đầu video đến giờ, mình nhắc đi nhắc lại rồi, thì cái vấn đề bụi anh em biết, đúng, mình không phủ nhận là khả năng cao nó sẽ bụi. Nhưng mà anh em chơi cái gì thì chúng ta cũng đầu tư vào cái đó, chúng ta cũng bỏ tâm huyết, bỏ công sức vào, đúng không? Mà chơi máy tính cũng vậy, anh em chơi xe, anh em chăm sóc xe, anh em chịu khó đi rửa xe thì chả nhẽ chơi máy tính chúng ta lại không vệ sinh nổi cái bộ máy của mình ít nhất là 6 tháng một lần, đúng không? Cho nên là cổ bền tại người, ông nào kêu bụi ấy là ông ấy rất là không thực tế, hoặc là bản thân ông ấy không sở hữu PC. Chứ còn đã đầu tư vào rồi thì bụi một chút chúng ta đi vệ sinh, tự tay chúng ta làm cũng được, chỉ đơn giản là thổi đi hoặc là quét bụi qua thôi, ông nào kỹ tính đem rửa cũng được. Nói chung là cổ bền tại người anh em ạ, quan trọng là chúng ta có thích không, nó có thỏa mãn được cái thứ nhất là cái mắt thẩm mỹ, thứ hai là cái sở thích của chúng ta hay không. Nếu anh em thích thì bụi không phải vấn đề, còn cái người không thích ấy thì chê là đúng rồi, đúng không? Cho nên là hãy biết là chúng ta cần cái gì nhá. Đến với cả cái nóng với mát của cái bộ vỏ cây này ấy, thì anh em nhìn thấy mình đã bật Cyberpunk 2077 từ nãy giờ ở đây. Và game này nói thật với anh em là mình chơi được khoảng hơn 30 phút rồi. Và như mình đã chia sẻ với anh em, bên trong này nó sẽ không có quạt, duy nhất một cái quạt hút ra ở đây thôi. Còn lại là tản CPU stock này, cạc thì là cạc đua fan này, không phải là cạc 3 fan, không phải ROG Strix hay là Tough Gaming gì cả. Ở đây thì anh em sẽ thấy nhiệt độ của cạc đồ họa rơi khoảng 69 độ C. 69. 69 này thì cũng là mức vừa ấm thôi, có thể nói là tương đối mát. Nếu như mà với một cái vỏ cây đóng kính ít quạt như này thì phải nói là nó mát hơn những cái bộ vỏ khác kín như này rất nhiều. Những bộ vỏ khác anh em đóng kín vào ấy và chỉ có một quạt tương tự như cái này ấy, thì chắc chắn là nóng hơn, nó hấp. Và anh em biết tại sao không? Bởi vì nhá, cái cạc đồ họa của anh em đúng không, thì khi mà nó hút cái gió mát ở dưới ở cái quạt của nó hút lên, sau đó nó sẽ thổi cái gió nóng ra bên cạnh bên là cạnh sườn này, qua những cái khe thoát gió tản nhiệt, những cái lá nhôm tản nhiệt ấy, thì cái gió nóng này nó thổi đi đâu? Nó sẽ đập vào cái mặt hông này này. Và khi mà đập vào mặt hông này với những cái mặt kính nó kín ấy, thì cái luồng gió nóng đấy nó lại quay ngược trở lại bên trong vỏ cây. Và nếu không có quạt thổi, quạt hút ấy, thì nó sẽ mãi ở trong đó và nó sẽ càng ngày càng nóng lên như một cái lò. Nhưng mà với cái bộ vỏ này ấy, thì khi mà cái gió nóng thổi sang cạnh bên, nó đập vào cái mặt hông thì nó lại không bị dội lại, nó chỉ bị dội lại một phần nhỏ thôi, còn lại phần lớn nó sẽ thổi ra ngoài. Và anh em đặt tay ở đây sẽ thấy cái gió nóng nó thổi từ cạc ra. Rất thoáng. Đấy là lý do chính tại sao mà không cần quá nhiều quạt mà cạc nó vẫn có thể mát như này khi mà chơi Cyberpunk 2077. 69 độ C, đứng im luôn. Đó. Bên cạnh đó nhá, CPU thì sao? CPU thì dĩ nhiên rồi. Cái bản chất của thằng quạt tản nhiệt stock này ấy, là quạt nó quay hướng về đây đúng không? Nó quay hướng về đây thì nó cần cái không khí xung quanh nó phải mát để nó hút vào và nó làm mát cho tổng thể. Thế nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có duy nhất một quạt hút ra thôi, cho nên là cái quạt stock này nó làm việc không được hiệu quả lắm. Cho nên nếu như mà anh em chơi vỏ này mà không muốn lắp quá nhiều quạt thì anh em hãy chơi tản tháp cho mình. Tản tháp thì lúc này nó sẽ lấy toàn bộ cái luồng gió nóng ở cái luồng gió mát từ cái không gian bên trước nó hút vào và thổi ra đằng sau. Thì những cái tản tháp như vậy với luồng gió như vậy thì nó kết hợp với cái quạt hút đằng sau này nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và chưa kể cái việc là tản tháp nó to hơn tản stock, chắc chắn rồi, chắc chắn nó sẽ mát hơn rồi. Đó là về nhiệt độ. Thì anh em thấy đấy, nhiệt độ CPU hơi cao nhá, nhiệt độ cạc thì chắc chắn là mát rồi. Và nếu như mà anh em muốn nó lập lòe, muốn đèn lập lòe đẹp một chút thì sao, thì cũng được chứ sao. Đây, mình sẽ thử nhá. Đây, cái quạt này mình phải cắm vào đã. Đây, mình có một cái quạt RGB các thứ, đúng không anh em?
mình sẽ đặt nó vào trong này, sau đó là mình sẽ cắm vào để anh em có thể hình dung được. Chắc là anh em chỉ gọi là nhìn thấy mờ mờ chứ nhìn rõ thì hơi khó nhở qua camera. Và để tăng thêm sự lập lòe, mình có thêm một cái cọng dây. Đây là cọng dây Lianli Streamer Plus V2, dây nối dài 24 pin. Tuy nhiên thì mình sẽ không tắt máy mà mình sẽ kiếm coi như đây là một cái đèn RGB gì đó đi. Mình sẽ vắt nó ở đây chẳng hạn. Đó, mình sẽ vắt nó ở đây. Tạm thời ví dụ thế. Đó, coi như là chúng ta có một hệ thống đèn RGB ở trong này. Đó, quạt thì mình đặt ở góc ngay dưới GPU nhá. Đấy. Đó. Thật ra là anh em vẫn có thể nhìn thấy RGB bên trong cái vỏ cây này. Vẫn có thể nhìn thấy đúng không? Vẫn nhìn thấy. Lập lòe thêm tí nữa, sáng rực rỡ thêm tí nữa thì nó lại càng huyền ảo. Và đó là tất cả những điều về cái bộ vỏ cây Asus Prime A201 cũng như là những cái linh kiện rất là thú vị mà mình đã lắp thành một cái bộ PC để chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Và như ở đầu video mình có nói đấy, đẹp xấu là tùy mỗi người. Và anh em nào thấy bộ vỏ cây này phù hợp với anh em hãy cho mình biết nhá, để thấy công sức của mình làm video này nó không bị phí phạm. Còn nếu anh em vẫn chưa thấy cái này đẹp thì còn gì nữa, đăng ký DNC Channel, bởi vì trong những video tiếp theo mình sẽ còn giới thiệu với anh em rất nhiều những sản phẩm hay ho nữa. Và biết đâu anh em sẽ tìm thấy được cái sản phẩm phù hợp nhất với mình. Còn nếu như anh em muốn ngon bổ rẻ thì đến hẳn 172 Lê Thanh Nghị hoặc là inbox cho TNC Store thì sẽ có những chuyên viên tư vấn cho anh em đúng nhu cầu luôn. Còn bây giờ thì video đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.